thường ở đây là dùng thần vương cũng được 4-5 năm nay rồi, kết quả nuôi ổn định. 90% này thuộc của thần vương không? 90%. Năm nay mùa này mùa mấy rồi anh Thanh Dược? Ở đây là bốn. Mùa bốn. Mùa thứ tư à? Mùa thứ tư. Nói chung là năm nay tháng 12 vụ, vừa ổn vụ. Còn vụ đi nói chung cũng thành công hả? Vụ đi cũng thành công rồi. Vụ này con mấy tháng anh ha? Bảy mấy ngày rồi? Sang như là chắc cũng phải tới như vậy. Nói chung là vụ này nó chậm, ta chậm nhiều. Sao gì đâu? Nói chung mình nó có nơi được à? Nó im cho mình được à? Này ăn ngày được 1 ký ăn. Xúc keo nhất là 4-5 ký à? Cái cành nó như mình đi. Cành có 27 vậy chứ? Là 4 tử. 4. Nhưng mà cái phim thì nó dễ mà ít. Nữa, phim nữa. Ngày thì ăn nhiều chất cái phim nữa. Ngày ăn hẳn người ta để mọi. À, tôi hiểu cái bữa này không thể. Đây mình cũng đâu có xí đáy gì đâu ha. Cái bữa là quả đấy. Nói chung cái lượng này thì đâu có sợ thiếu một cái gì đâu. Quan trọng mình lưu được hay không thôi, nhưng mà nó thiếu một cái gì chắc chắn không thiếu rồi. Lại nhớ một cây số. Nó thấy cái số dưới nguồn nước đó, nó mới sạch được. Không có dưới là nước này nó nước mặn. Còn trên này là con kêu nước ngọt không à? Nước ngọt là bị phèn nó thành ra là không có sử dụng được, là phải xuống nó không chuyển được. Cái này là nước thì nước ngọt nhiều, nhưng mà phèn. Ví dụ trong con thì mình hệ xuống, mình bơm dưới trong nghề thì mình hệ xuống khoảng chừng 20. 20 mình thể trong con, sau đó mình cứ lần. Phim ở đây đâu nhiêu anh? Phim thì đâu có nói rồi, phim thì dưới nó không tốt. Nằm có thấp lắm, 200 m. Hay tầm tém tới 200 mấy, tầm 200 B. Trời đó, chứ không có gì đâu, không kia nữa đâu. Được bằng bao nhiêu vậy? Hả? Được bằng. Còn mặn hiện tại giờ thì khoảng 70. Còn giếng nước mặn không thì khoảng 70. Mặn nước khe ngọt cho mình hệ thuốc. Ở đây chứ còn mùa kia thì nằm khoảng 22 B. Này giờ cũng không, là chiều mình đang gửi nó là chứ không nữa. Nó thì ngày tới 4 lần chứ không. Hàng tức ngày chứ không, nó cứ nói là cái tư ở đây, những người vui dưỡng đây thì nó khoảng xiêm thì bê lần, không hai lần cũng được, tại mình thấy thiếu á. Mấy vụ kia thì có 4 lần ngày đêm. Vụ này mà nó bị lạnh, cái khó khăn của mình trong cái vụ nuôi là cái gì ạ? À? Nói chung chủ yếu là cái tảo chính này, cái môi trường đẹp gì là biết mà môi trường mấy gì học rồi cũng vậy, môi trường là cái thứ nhất cũng giống như môi trường, nó còn nói trên thức ăn rồi nói như thế nó cũng hỗ trợ, như là thuốc men nó cũng hỗ trợ phần nào, chính là môi trường. Ở đây cái môi trường mà quan trọng của anh ở đây là anh quản lý tảo. Tảo thì chính. Cái cách quản lý tảo của mình ở đây là mình dùng cái gì chính để mình kiểm soát cái tảo đó anh? Cái quy sinh là chính chứ. Dạ. Cái sinh nhiều. Cái sinh thần vương không? Cái sinh chua các loại. Ở đây anh xài mấy loại quy sinh của thần vương? Thần vương thì giữ tảo là Enzym. Enzym. À, Enzym đó. Rồi còn thằng sạch đấy là Pro 4000. À. Còn sạch nước là chỉ có thằng combo thôi. Combo là dạng combo còn yêu á. À, combo yêu. Thằng đó là chỉ sạch nước thôi. Ví dụ nước mình thấy nó cảm thấy mà nó hơi lên bọt nhiều, dơ là mình tén đúng không? Và khi tén hai cửa hai lần luôn. Cái bụng nó tén liên tục. Thì mình nước cũng bóng lại. Đó này được, nó cũng nước cũng bóng. Và nó là ở đây là mình là nếu mà làm tảo rồi này kia thì mình dùng bê chứ chính thôi, chứ còn mấy thằng kia thì phụ theo, chứ còn không có làm đáy thì mình xài pro 4000X đi 4000 làm nước thì mình xài combo Avenue. Đây mình có dịch khuẩn không ạ? Đó là dịch khuẩn đó. Bao lâu mình dịch khuẩn không? Tùy theo mình không có định kỳ. Mình cảm thấy hãy đo khuẩn lên keo là giúp khuẩn lên keo giúp mà bao thôi ở trong cũng thuộc theo cái tảo như thế bao có khi hai ngày cũng giúp, cũng có khi giúp ngày đi cách ngày giúp lại cũng có khi thì khi mình thấy toàn là nó có dơ hay là gì đó là mình vẫn làm, còn có khi ta bể tháng ngày đi trong mình nói là tùy theo phụ thuộc theo cái mặt lượng nước mình á, một lần nữa chung là mình cũng quá trình nuôi rồi mình cũng rút lại lần. Anh thường đánh giá cây cà phô tà sao ạ? Dùng mình dùng được bao nhiêu vụ rồi hả?
thì nó sao mấy ngày được. Dạ. Thì sao biết rồi mà. Cái này anh đoạn mấy ml lít cho ký? Nó là 4. Nó từ B tới 5. Dạ. Nghe, nhưng mà mình trồng 4. Mà nếu tăng trọng thì giúp lên 6-7. Cái khoáng chiếc xe gôn nó được. Xe. Cái khoáng này anh đang liều bao nhiêu? Thì nó cũng như này hôm nay. Dạ. Cũng như nhau. Nhàn tử ha, nhàn tử ha. Hả? Nay nhàn tử không? Suốt. Bốn tử luôn á. Nó lẻ chỉ có không trộn là thôi, chứ còn cá trộn là cá nó luôn á. Vậy đó. Cái quýt xeo gold đó anh thấy rõ ràng nhất cái hiệu quả của nó là khi nào anh thương? Hả? Cái quýt xeo này nè. Anh tin thì nó chắc thịt theo cái gì đó. Nó tính là nó chắc thịt theo cái gì đó. Chắc thịt là tính. Cái giai đoạn nào mà trong thân anh trộn cái nào? Nói chung thì bắt đầu trộn là cá. Ủa anh, cái mùa này là cái lượng nước thay cũng như mùa nắng ha, nhưng mà nó có nhiều hơn ít hơn nhiều. Thì nó cũng như nhau rồi. Mùa đây là mình chỉ có tôm ban ngày rồi ban đêm mình nghỉ, không biết ban đêm mình cắt cỡ. Còn mùa nắng hầu như ban ngày ban đêm luôn. Cỡ đầm thì bơm nước ban ngày ban đêm luôn. Lên nữa rồi nó giảm trở được, giảm trở lên. Rồi khoáng là mình sẽ có gì hết là thằng mít bơm với là thằng mít bên trong. Hai thằng đó là nhiều nhất là trong các loại, nhưng sau này thằng Phyto là nó công ty không ra hàng nữa thì xài cái thằng Minison xài nhiều. Minison xài nhiều. Rồi dự tạo tốt. Nó cộng như là thằng Energin. Hai thằng đã cộng vô cứ gặp vô quấn là suốt trụ rồi. Quấn trực tiếp hết. Hầu như ở đây là quấn trực tiếp. Chỉ có một đô 4 ngàn là sụp thôi, chứ còn nó là sụp thôi. Sụp ở đấy không được còn ngồi. Còn bộ là quấn sống. Thì là hàng này phải ngâm 2 tiếng. Muốn chất lượng ngon thì phải ngâm 2 tiếng. Không ngâm là cái thời gian nó mình thấy nó chậm. Ví dụ như mình quấn nó, mình ngâm 2 tiếng nha. Rồi bắt đầu mình quấn xuống là khoảng chừng ngày mai. Về 2 ngày sau là mình thấy cái nước nó khét liền. Dạ. Còn nếu mà không ngâm là phải bê ngay. Chậm hơn. Xeo thì hầu như một vụ ăn phải 6 canh. Hầu như chai nít gì lớn hay lớn là không dẫn lúa. Thật ra khi dùng cái loại này, cái chuyện dữ lắm. Cái chuyện chi phí á. Cái này ví dụ anh nghĩ cái dòng này trên thị trường các công ty bạn nó khó cạnh tranh. Cái hồi đầu tiên nghe thì cái hàng mà canh 5 lít là không ghe á, xài loại 1 lít 1 lít á. Rồi xài thời gian thấy nó heo tốt quá, bắt đầu cái thấy trong tài liệu là có cái hàng 5 lít. Bắt đầu mới điện thằng Thành. Thằng Thành nói thôi mày gỡ ghe cho tao 5 lít đi, chứ còn 1 lít không có đâu. Bắt đầu Thành nó mới lấy cái thằng này với là thằng rốt rồi đó. Cũng canh 5 lít xài. Rồi sau này giảm lại thằng đó. Giảm lại canh phốt. À canh phốt vậy. Cho ăn hàng nhiều hơn. Anh từ hồi mà cái công suất mà của cái ao này mà được trước giờ mà tốt nhất mình thu là được bao nhiêu tấn? Gần 8 tấn. Này, cái dù đó là nhiều nhất á. Này, mà phải chiếu nha, tôi không chiếu thì tôi lo không nổi. Này đĩa lên men cho anh thấy nè, lên chút chiếu và lên cái đường. Cái pha này thử cho anh coi. Là bỏ bùn hay sinh khối đã hơn. Nó dùng nước hay dùng bùn? Cái thằng này cũng cộng được tiếp mà. Dạ. Dạ, độ được tiếp mà à. mình trộn cho nó ăn được tiếp rồi. Dạ, mình đôi khi trộn. Cái thế hệ mới của nó là cái mình có bổ sung thêm cái. Thế hệ mới sau này. Cái xe lan á, xe lan nó mang á. Còn cái mùi cũng gần gần như thằng bồ đô yếp. Bồ đô yếp cũng mùi như thế này. Đậm đậm. Cái thằng này cũng mấy một gram chứ mấy hả? Cái một ký hả? Mấy rồi. Cái này 2-3 gram là được. Xuất phát lên là 5 gram đi rồi xong là từ lại 3 gram. Thôi nó lâu quá mồi. Anh để em tí nữa cho thấy. Tí nữa bắt đầu nó sinh khối lên. Đẩy to rồi. Nhưng mà men nó mùi viên. Mùi viên ở đây mà 4 cử mà mình trộn thuốc hàng ngày thì cái cử sáng thường thì mình trộn như vậy. Nói chung là thường thường là cứ 2 sức kia sức nọ. Còn sức đêm là có khi là trộn theo cứ 2 sức bên kia 2 sức bên nè.
chiều người ta ăn thằng bò rết nha, còn bò rết thì sáng ăn bò rết rồi kêu ăn lại men, chiều lại ăn lại thằng bò rết rồi tấu cá trộn á thì tra lại thằng kia như hai thứ kia đúng không? Thứ hai trước kia hai cái nhà cũng men là lúc nào vậy, còn các khi là ví dụ tôm giờ nó lớn rồi thì trong đêm mình cũng không thèm trộn kia tôm dễ sống hay chế rồi. Ở đây mình có trộn số điều kiện không? Điều kiện cá chịu gì mình mới trộn chứ, bình thường hả? Bình thường cũng trộn, bình thường không có trộn. Thấy con tôm nó cá hiện tượng như trộn hay còn không mày bè năm bốn năm nay không đụng một cái cây luôn á. Tàn trong nước hết nha, nó không có bị lắng. Ở đây mày canh ngá bao nhiêu gam mà? Quê. Hả? Quê. 3 gam. Đang trên đây nè, thấy không? Bên bò thấy không? Trộn con này, con này đang nói là ngon rồi. Ở đây dùng củng thì em dùng dầu nào thì thằng Evelyn không nhã thì Evelyn Evelyn. Còn thằng lớn là thằng kia bạn đi đi đâu cả đi đó. Anh nhỏ anh xài không có đi đến đây là mình xài bao nhiêu? Nửa lít trên đây. Cái hồ này xài nửa lít. Nửa lít rồi, không quýnh nhiều. Còn cái xô kia cũng quýnh lần nửa xô rồi. Về ký chia em hai. Anh có cách nào để biết được là nó có hiệu quả không? Biết chưa? Trước khi dược khuẩn là phải múc nước đi đo. Đo nước dược khuẩn nó lên keo bao nhiêu rồi quýnh xuống rồi khuẩn nó hẹ bao nhiêu mới biết cái hàng chất lượng chứ còn không. Không xài. Anh đâu ở đâu á? Dưới phòng lết nữa. Trước thì đánh được. Cái nói chung là giờ đây điều được chuyện là tu kỹ mới đó. Thứ nhất là khoáng. Thứ hai là dược khuẩn. Yeah. Thứ ba là vi sinh. Vi sinh như vậy nó hạ xuống khoảng chừng nó nằm khoảng chừng vi sinh tổng vi sinh á là nằm khoảng chừng 400-500 nha. Trong đó nó cả cộng bên vi sinh của thằng ghen tị là ví dụ như nó làm khoảng chừng 10%, rồi thằng đường ruột 10%, bắt đầu cái tống vi sinh xuống nó lên thằng kia là khoảng chừng 700, nó lên tổng vi sinh là lên 700 mà nó đi thằng kia xuống lại thì tôi thấy nó chất lượng mà quấn xuống mà trật trật cái là thầu không cho nữa, quấn xuống mà trật trật là không cho nữa, vi sinh thì xài nhiều lắm mà tôi quấn vào tôi phải đa trước khi quấn chứ không có thằng nào khỏi vi sinh vậy mà dược cũng vậy quấn trước khi đa. Vô nhiều bữa đây dược khuẩn thằng Evelyn này rồi tôi múc nước chúng ta biết ăn thôi chuẩn thì nó bao nhiêu nó vượt lên khoảng 800 hàng ngàn hay cân ngàn quýnh xuống cái nó chuột xuống còn những 300-400 thì gọn cái hòn toàn này không có phải diệt lên cái là nó sạch khuẩn đâu, sạch khuẩn là con tôm bị sự cố rồi á, chứ mấy ổng nói thì diệt xuống cái là nó phải sạch khuẩn không bao giờ hết, nhưng mà nó chuột xuống khoảng chừng được 60% là ngon rồi. Yeah. 60% là cái củng là ngon. Em đi xem lại cái nữa là chứ còn ngồi đây là không phải việc mà việc sạch trắng luôn là không được, trắng luôn là mất cỡ luôn. Như bây giờ là mét nữa. Ngoài cái kinh nghiệm rất là hay mà mình diệt khuẩn kiểm tra thuốc diệt khuẩn ha, kiểm tra vi sinh. Cái sâu mắt thì sao? Cái sâu mắt có dùng bao giờ chưa? Sâu mắt thì chưa. Sơ mắt cũng là
mình đánh mà ví dụ để mình chặn nó hình thành nửa hecta, nó hấp thu nửa hecta đó, để nó đừng có trừ giai đoạn cuối là anh bị nửa hai nó nhiều. Đúng rồi. Đó, thì anh phải chặn nó hình thành nửa hecta thì cái phơi mắt nó làm được cái đó. Đó thì nó hấp thu cái nửa hecta đi thì nó không chuyển qua qua nửa hai. Anh này ngàn mấy anh, ngàn rưỡi anh? Ngàn tư rồi. À, thì đánh một gói phơi mắt rồi thì khỏi. Tại vì cái vấn đề hiện nay anh rất là hay là anh đang kiểm khuẩn. Nhưng mà anh sẽ để ý khi anh dùng phơi mắt á, anh kiểm khuẩn lại video sau khi anh dùng phơi mắt nó khủng khiếp lắm. Hiện nay phơi mắt là cái dòng vi sinh mà em kiểm soát, tại vì ở đó nó có hai thành phần. Một thành phần là nó chuyên về xử lý nước, một thành phần trong phơi mắt là chỉ chuyên làm video thôi, nó không có giải quyết gì xử lý nước gì hết. Nên là anh dùng nó thử đi để đo đi. Rất ngon. Anh nghĩ giai đoạn này tập trung vô chăm phô ta với vi sinh với tăng bị thuộc ba cái thì còn nhanh thì chính rồi đó. Khoáng thì anh có cái đó yên tâm, cái khoáng này yên tâm. Khoáng dùng 20 ký thôi anh ạ. Sao? Khoáng dùng lại 20 ký không ạ? 20 ký. Biết bom. Khoáng vậy? Biết bom thế rồi. 20 ký này thôi. À. Cái khúc này nó có cái hay là cái đồ mình cái khoáng này nó rất là cao. Cá đợt rất là nhanh tay. Cá cái đợt mà thằng biết 500 á. Có một đợt đầu mới sử dụng hồi đã sử dụng nó, bây giờ thằng này cộng test vẫn cứ bị kêu nào vẫn liên tục. Cứ ngày vẫn thằng này ngày vẫn thằng kia. À hôm nay có cái aqua block thằng đó vẫn thường cái. Suốt. Từ ông con tới tôi lớp vẫn thường cái. Cái này là lúc nào mình quấn cái này trong trường hợp nào nhiều nước cấu anh này so sánh cái aqua block với mấy cái lấn cấu của công ty khác thế nào thì tao đâu quấn mấy thằng kia đâu mà chứ cái đời này là thực ra nó là khoáng nhưng mà nó có cái cấu trúc của nó kết lắm dễ hơn, nhưng mà anh khi đánh lại đỡ đánh khoáng nữa này. Thì ví dụ như bữa nào mà quấn thằng này thì không quấn thằng khoáng chi cho nó tốn tiền chính xác hay gì không trời ơi chứ chết nói chung là tôi cũng hay coi tài liệu không? À, dạ. Coi hết đấy. Anh vô trên hành trình nuôi tôm ấy nha, anh coi trên nó của em có nhiều tài liệu lắm. Nói chung là ăn thằng này mục đích là để nó khỏi con tôm nó khỏi bị thẹo thả. Ui cái gan nó tốt nè, nó tăng tôm nó mướt hơn, nó bóng. Không cái gan này không cần thiết, nhưng mà quan trọng nhất là con tôm mà sao nó bóng con tôm là nó khỏi bị thẹo thả được rồi. Bóng. Ừ. Tôm với lại cái mùa lạnh này nè, anh cần cái sức khỏe của con tôm nó mạnh để cho nó. Chứ cái thằng này được cái chuyện đó, nó không bị đốm. Nó không bị đốm giả, kẻ đốm đen đốm trắng luôn. Cái đốm mà có khi con tôm là giữ đuôi, cái khúc đuôi, cái đốt gần cái đuôi á. Trên cái sóng nó có một cái đốm trắng chút xíu nó cũng chơi luôn. Nên rèn nó chơi. Nó bị nhiều. Thì nó bị nhiều nhưng mà ăn thằng này được cái đó. Ăn thằng này được cái đó. Kèm cho nó ăn miếng này nó không bị cái đốm đen như là đốm trắng đó, nó không bị. Ở trong cái khúc đường ruột khúc cuối ha. À khúc cuối của nhưng mà trên cái sóng lưng của con tôm á. À, ngay chỗ cái đốt cuối cùng mà ngay sống lưng là hầu như là mấy ổng ở đây dính nhiều lắm. Nó tới nó mua tâm lòng, nó đâu có mua đâu, nó thấy ra trắng trắng, nó chờ, nó mua. Không chỉ cho mấy ảnh dùng cái này giùm em. Thì chỉ nhưng mà tới khi cái đoạn về lớn mấy ổng đâu có trộn đâu mà biểu dùng. Nó phải trộn trước cái thời điểm đó, chứ còn tới khi nó bị rầu trộn đâu cái tác dụng nữa đâu mà. Tới khi mà nó bị rầu thôi chứ khỏi. Nhưng mà thời gian cái đá nó chuyển về cái màu đen nha. Đầu tiên là máu phát hiện ra thì nó trắng. Nó có cái đốm trắng trên cái sống lưng của nó ngay cái đốt đuôi á, nó có cái đốm trắng chỗ đó, rồi bắt đầu thời gian lâu á là nó không có bung được cái giả đó, thì nó chuyển về chỗ đó nó thâm đen luôn. Nó lên nó mua tâm lòng nó chơi hết đấy, hệ có vì dấu hiệu lên nó chơi à. Còn cuối cùng bén tâm thì không mà chứ không bén tâm lòng được. Thôi Ngọc trời, tẹp cái anh. Vừa rồi thằng Vương khuyến mãi mua hai thằng một, tôi dứt tới gần 70 triệu xài. Dạ.
Vọt quẹt chứ mà vọt ít à, chứ không vọt nhiều. Ghé thăm anh tí chơi, em cảm ơn nhiều nha. Rồi, cảm ơn.